Làm đám giỗ cho người chết, vậy người chết có ăn được hay không? Thì xin thưa quý vị, trong trường bộ Đức Phật nói là mỗi một hạng chúng sanh có các cái kiểu ăn thực phẩm, có các kiểu thực phẩm khác nhau. Khi mà một chúng sanh, một loài người đó đã thân hoại mạng chung, khi họ sanh về địa ngục thì họ sẽ hưởng các cái thực phẩm của cõi địa ngục, và họ cho nên họ không có ăn được cái thực phẩm của vị cúng dường. Khi mà chúng sanh sanh làm loài thú hoặc là loài người thì loài thú loài người họ cũng không biết quý vị có cho họ thực phẩm để họ ăn, cho nên họ cũng không hưởng được. Khi sanh làm chư thiên thì chư thiên có đồ ăn của chư thiên, cho nên chư thiên cũng không có hưởng được. Và cuối cùng là khi sanh làm ngạ quỷ thì hàng ngạ quỷ họ cũng không có hưởng cái thực phẩm của vị cúng dường, mà họ chỉ có thể hưởng cái phần phước hồi hướng thôi. Cho nên các cái mâm cỗ mà chúng ta cúng dường cho người thân ấy thì không cần phải quá cầu kỳ, bởi vì cúng thì nó là một cái phong tục của người Việt thì giữ cũng được, nhưng mà không có nên quá cầu kỳ, bởi vì người thân đã quá vãng họ không có hưởng, mà nên làm phước hồi hướng phước.